Khánh Thành. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành ơi, tặng anh Thành nè. Ủa hôm nay Minh Châu tính đãi ăn mít hay sao mà lại mang miếng mít như thế này? Làm sao anh Thành ăn được, cái này là mít non mà. Quý vị và anh Thành có biết không là hôm trước Minh Châu có được ăn một bữa cơm dân dã với lại người bạn thân, trong đó có cái món mít trộn rất là ngon mà Minh Châu cũng thích ăn mít nữa. Do đó ngày hôm nay á, quyết định là mang một món mít non tới đây để nhờ anh Thành chế biến một món ngon. Hay quá, hôm nay anh cũng có một món có thể nấu với mít non này. Tiện đây anh muốn hỏi Minh Châu về một câu ca dao của người dân xứ Quảng, về một món ăn đặc biệt là có một nguyên liệu của miền biển và một nguyên liệu của miền núi nè. Một món ăn đặc biệt, nguyên liệu của miền biển và cả miền núi. Em biết nè, ai về nhắn với nậu nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồng gửi lên. Đúng rồi, kiến thức của Minh Châu giỏi lắm, trúng phúc là câu ca dao đó rồi. Hôm nay thì Minh Châu có mít non, còn anh thì có cá nục. À, cá nục hả? Ồ, như vậy là hôm nay mình sẽ có một món ngon kết hợp giữa mít non nè và cá nục đúng không anh? Ừ, một món ngon trong tích tắc, kho theo kiểu miền Trung, rất thích hợp với thời tiết giao mùa. Bây giờ mời các bạn và Minh Châu cùng vào bếp chế biến món cá nục kho mít. Để thực hiện món cá nục kho mít, các bạn cần chuẩn bị cá nục 2 con khoảng 600g, 500g mít non chưa luộc, 200g thịt ba chỉ, nghệ tươi, tỏi băm, ớt hiểm, ớt bột, mía lau, hành lá, màu dầu điều, một chén nước mía, dầu ăn, các gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon. Trước tiên á, anh sẽ rửa sạch cá ha, rồi sau đó cắt đôi khúc như vậy và để cho ráo. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cối nhỏ giã cái hỗn hợp gia vị nha. Mình sẽ dùng 3 trái ớt hiểm nè, đầu hành lá nè cho vào. Mình sẽ giã nhuyễn. Khi đã nhuyễn xong nè, thì anh sẽ cho vào khoảng 1 muỗng canh hạt nêm aji ngon, 1 muỗng cà phê tiêu nè, 2 muỗng cà phê đường và nước mắm thì mình sẽ cho 2 muỗng canh nước mắm. Trộn đều lên nên sẽ tạo được một cái hỗn hợp gia vị rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy phần nửa cái hỗn hợp gia vị này mình ướp vào cá để cho khoảng 5 đến 10 phút cho cá thấm. Dạ. Này. Với cách ướp cả trong lẫn ngoài như vậy thì làm sao mà miếng cá không thấm và không ngon được anh Thành ha? Rồi bây giờ để qua một bên cho cá thấm ha. Dạ. Thịt ba chỉ này á mình sẽ cắt cỡ khoảng ngón tay cái cho vào tô đây. Và cũng để 5-10 phút cho thấm. Thịt ba chỉ này ta đã thấm rồi đó, mình sẽ nhét vào bụng cá cho đầy. Sao lại mình lại phải nhét thịt vào trong bụng cá? Em thấy mình kho bên ngoài cũng được mà. Khi mình nhét ba chỉ vào bụng cá đó thì khi kho bụng cá sẽ không bị bể nè, và còn tăng thêm hương vị ngon cho món ăn nữa. Tiếp theo là mình sẽ cắt mít nha. Dạ. Khi dùng dao cắt mít để dao không bị dính mủ, các bạn nên thoa một lớp dầu ăn lên dao trước khi cắt. Còn nếu là dao đã lỡ dính mủ rồi thì chỉ cần hơ trên lửa là sẽ chùi sạch mủ dễ dàng. Rồi. Để trước khi xử lý cái phần mít non này, anh sẽ cắt luôn cái nghệ và đập đập ớt sẵn nha. Dạ. Các bạn và Minh Châu cũng lưu ý là cái mít này mình cũng cần phải chiên sơ cho xém vàng đi, để khi mình kho lâu nó không bị bể nát. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, quý vị đừng quên chiên sơ mít trước khi đem kho nha, để mít của chúng ta sẽ không bị nát trong quá trình chế biến. Đó, bây giờ cái mít nó chuyển qua màu vàng nè, anh thấy không? Dạ. Rất là đẹp nè. Mình chỉ chiên vừa xém mặt thôi anh ha. Ừ. Thịt với cá đã thấm rồi ha. Bây giờ anh sẽ nhét cái thịt ba chỉ này vào bụng cá cho đầy nha. Dạ. Để cho món cá kho có màu đẹp á thì mình cũng phải thắng màu đường caramel. Ừ. Rồi mình sẽ cho vào một muỗng dầu ăn ha và một muỗng canh đường. Khi đường caramel sắp chuyển màu đó, dạ, thì mình cho vào một miếng tỏi để mình phi cho thơm luôn, để nó không bị giá đường để cho kịp á. À. Bây giờ mình sẽ cho cá vào lăn nha. Dạ. Lăn hả anh? Mình lăn cái đều đi để cá được săn thịt nè và thấm đều màu cái caramel nữa. Ừ. Thấy không? Dạ đúng rồi. Tiếp theo là mình sẽ xếp cá vào nồi kho lót mía cây. Công dụng của việc lót mía vào trong nồi này á là để khi kho đó cá nó không bị dính vào đáy nồi. Ừ. Và cái mía lót á nó làm tăng thêm cái hương vị thơm ngon cho món cá kho này nữa. Anh sẽ cho một con cá vào nồi ha và xếp xen kẽ thịt ba chỉ với lại nước chiên vào. Bây giờ anh sẽ cho tiếp vào 3 trái ớt hiểm đập dập, khoảng 1 muỗng ớt bột, cái này là nghệ tươi nè, hồi nãy anh sắc đó. Màu điều dầu, mình cho khoảng 2 muỗng canh nha. Dạ. Tiếp theo là 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh nước mắm, rồi. 1 muỗng cà phê tiêu nữa em. Cái này là một chén nước mía. Nước mía. Mình sẽ cho vào và mình thêm vào một chén nước lọc. Dạ. Đây, 1 chén nước lọc. Khi kho các bạn nên đậy vung. Và lúc đầu ấy, chúng ta kho bằng lửa to, khi mà cá đã sôi vài dạo rồi ấy, thì chúng ta sẽ hạ lửa riu riu cho cá thấm mềm.
vậy là chúng ta sẽ không có một khoảng thời gian nào xác định đúng không, mà chẳng qua là các bà nội trợ khéo léo cẩn thận quan sát cái nồi khi nào cảm thấy hài lòng là chính đúng không anh? Rồi, bây giờ này anh nhìn thấy là nước sạch được rồi đó. Anh mở ra anh coi coi. Được chưa? Món ăn ngon mà cũng phải trang trí cho đẹp mắt nữa. Đúng rồi, chính xác. Đúng là mít non, bởi vì mình đã chiên sơ qua rồi cho nên bây giờ không hề bị nát, bị vỡ đúng không anh? Vẫn còn nguyên hình dạng cơ. Điểm vào hai trái ớt ha, cho nó đẹp nè. Thêm một ít nước lên nữa. Mình sẽ điểm lên một cọng ngò cho đẹp em ha. Đó. Dạ. Bây giờ anh mời Minh Châu thưởng thức và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả nha. Dạ. Đây, anh mời Minh Châu. Em cảm ơn anh Thành. Cá rất là thơm, rất thấm gia vị nè. Mà đảm bảo cái vị cay này đó, ăn một lần là nhớ mãi không bao giờ quên luôn á. Còn mít thì bùi bùi nè, thơm thơm nè, và vẫn giữ được cái vị ngọt của mít tươi đó anh. Món ngon. Giao mùa. Và chắc chắn là quý vị sẽ hài lòng với món ăn này đó quý vị. Bởi vì trong những ngày mà giao mùa như thế này, có một món để ăn cùng với những người thân yêu trong gia đình trong một bữa cơm quây quần thì còn gì bằng phải không ạ? Hãy thưởng thức món ăn này và cho chúng tôi biết cảm nhận của quý vị thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị.